Mời cả nhà. Ui dồi ôi này. Ui dồi ôi, oam vắt. Ui dồi oam. Ui dồi ôi. Hôm nay đồng hồ. Thôi 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 thôi. Cứ hết nhưng mà cái này là mình. Quá nhưng mà. Món này nó quá hâm mộ luôn. Quá kết luôn. Hôm nay nhìn thấy cái cánh. Đấy có mình cô ăn thì thế thôi. Không, lòng đỉnh hết. Quá đẳng cấp rồi, riêng có này cũng thơm. Nó thù nó như thế mà nó phải hôm xưa đâu mà đúng không bác? Ngon à? Uống rượu anh nhá. Đây này, được cái là vào đây là các anh với cả một, các em nên là rất quý, là cứ coi như là rượu nó hơi đắt một tí nhưng mà cũng bảo thôi cố gắng ăn. Rượu bây giờ hai chung. Nhưng chúng toàn này lấy rượu trên Hà Tây luôn. Tập đấy hơi dài đấy. Tưởng chén. Đây không có đối thủ được, quả này có chú Xuân ở nhà chết ngày mới ba tôn chú Xuân chú chăm sóc chết. Hello, xin chào các đồng bào gọi là những người hâm mộ chuột. Nó quay cây. Chào cả nhà nhé, ăn đậu chuột. Chào rất là đại gia đình. Đấy, quay rồi. Ồ, bây giờ bắt đầu phải quay lên trời. Rồi, bây giờ chú tự nhiên cứ dí vào cái song luôn đi. Chuột rơi vào song. Ôi, anh em nay đổi món là lẩu chuột tí. Gọi là cũng như chuột luộc thôi nhưng mà ăn tới đâu là gắp tới đấy nó nóng. Chuột rơi vào song. Đây hôm nay là có lại gặp lại nhân vật thánh ăn thịt chuột. Đấy. Đúng rồi, trước mà nó hơi tòng thèm hôm nay lại phải tái lại. Còn lại không đấy. Không có sức diễn. Đấy, mới cả hôm nay có ông anh gọi là Tôn Đại Thánh. Mình thì lúc nào cũng có trên đây rồi. Đây nha, giới thiệu đây là Lệ Quyên nha, chưa có chồng nha. À, anh giới thiệu rồi nhầm, gọi là khán giả là lạ thừa rồi. À thôi là trong cái lúc chờ đợi keng ấy nhỉ. Các cơ để cho nó mồm những cơ nữa. Hôm nay bác Nghĩa thầy có món nấm ơ à? Có, ôi, là đấy. Thể lễ. Vâng, mời cả nhà lên đây. Hết chưa, cái này tráng miệng ra hết đi. Rồi. Tem nhỉ. Rau cải đâu nhỉ. Lâu lắm mới đủ rượu với tôn nhỉ. Để góc thế, để góc thế này, để một xuống rau má thế, ai cầm vào góc. Theo giờ từ khi đám dưới nhà anh Phấn ấy nhảy cũng lâu lâu rồi đấy. Lâu vết thì lâu lâu phải hỏi thăm ăn đầu chuột phải ăn cải đắng. Mới đầu này nó ấm lòng ấm dạ. Vừa ăn cũng vừa ạ, nước này là ngon. Nước ngon nó phải thế là vừa. Nước này là ngon tuyệt vời ông trời. Ông biển làm quen rồi khác nhỉ. Nhảy lắm sang cái ông toàn đúng không mà mình cả hiện sang để ăn thôi. Sang làm đi. Thế này. Thế làm pha mỗi nước chấm thôi còn chuột chết là chặt hết rồi. Cái nước này không chặt chuột. Cái nước này là để dành cho bác làm. Nước chấm tôi dùng từ đây gọi sang giờ nào mà ăn được nhiều thế nhỉ? Bắt nào? Nước... À, chưa à, anh mang gần chục con đi. Hai anh em thành 60 cái bẫy à? Bác bắt hai ông gom vào gần 100 cái bẫy. 60 cái bẫy thế nào? Nguyên em rồi làm ngoái này 60 cái mất giải rác bây giờ các còn. Hôm nay không. Hôm nay không là không để tả ai con. Mà mang về nhà cũng chạy mất. Mơ này các hôm nay không để chạy mất. Còn mơ dòng má đâu? Tôi mới hết rồi. Là má đầy. Đúng nào đi. Là tranh thủ chờ chuột chín lại canh ai nữa cái này. Canh nữa. Ôi gầm. Chín tục qua, chín chuột rồi đấy. Cho nó lóng máy. Chín rồi. Anh ơi. Em canh à? Vâng, mồi ngon luôn này, mồi ngon đông vui này là hết đi nhỉ. Đầu tiên đã. Thử đi. Wow. Ôi giời, nào cái bắt tay cái đầu tiên chưa bắt tay đấy. Chưa bắt tay. Đấy anh ơi. Cái đầu tiên chưa bắt tay. Đấy. Chín đi em ơi. Đấy, đúng rồi, cầm cả bát bổi là view nó phải thế mới đẳng cấp. Anh em gọi là làm mà gọi là tứ xứ mỗi người một lôi nhưng mà lúc ăn là tụ tập vào một chỗ này nó mới đông vui này. Đấy. Là cái nám mơ mà đẳng cấp luôn. Cho thêm nám mơ. Đấy, làm cái thôi đừng cần nhiều lại đăng. Thế à, em ăn nám mơ thôi nào. Ừ, nó tròn vị nó đúng của nó. Trộn ít rau rồi. Nếu thưởng thức cái thịt. Đấy nám mơ đừng gắp này. Đây này, cục này, cái. Gắp nám mơ vào cái miếng thịt chuột, một cái thôi được. Đúng không? Đúng không? Nấu chuột dòng bốn chân này, đồ chuột đầu chó đầu mè phải có nấm mơ không ý là cái này là nó ăn nóng ăn luôn ăn nó không bị gì. Ừ, chín rồi đấy các bố riêng cái này là chín rồi này. Đấy bác làm đấy hấp dẫn rồi bác biển này ấy gấp bổ thần thánh vào này một cái nấm mơ hai nấm mơ tùy đấy, đúng rồi đấy kẹp nấm mơ ăn như thịt chó nhỉ. Ngon thôi mời cả nhà dòng bốn chân này ăn như thịt chó ăn hơn thịt chó. Nhưng mà nóng cả nhà thông cảm cái này mà vì quá là chín nữa rồi. Nóng ngon. Nóng. Công nhận nấm mơ ngon. Nóng bằng móng mồm ấy. Cảm nấm mơ không quên à. Ngon. Phải nó không chê vào đâu rồi. Nó ngọt. Nó này nó ngọt. Không ăn như này là nó gì. Hồi chứ chuẩn bị một cái đĩa xong rồi lại
một tí này vớt ra con nó dừ chuột đồ không có để nhỏ nữa thì nó quen rồi mỗi miếng này kẹo thế nữa thì hết mà dàn trong mưa mới được cái chỗ này à không ngon đấy nóng hổi ban vừa thổi đúng rồi mùa đấy nhà này là thời tiết đang nhiệt độ rất ấm nhưng mà ngoài nhà ăn lẩu ngoài lại mặc áo cộc thế không nó nóng ăn lẩu này một tí ngồi thì nó rét rồi nhưng mà ăn hết nóng đấy càng nóng cả nhà nổi nóng ăn nổi vừa ăn vừa thổi mới ngon mới các cụ đã bảo rồi mỗi nóng ăn nó mới đầy toát mà ra rồi mới mở ăn nó nấu mở nào cái nấm ơi cái đắng này đúng nói chung là mình theo nhiều người không ăn được thì mới mà ăn lá ngọt nghe anh cắt ra ăn không đỡ mồm không được phải nói là nấu chuột này tốn rượu này thôi anh em mình cắt ra này tốn ôi bụng cá rồi bây giờ bên đấy thế nào đứa đùa bên đấy nghe thế nào đùa một hai ba rô kẹt nhá uống rồi cải đến cái ngon. Đã đợi ra đi chưa? Ná mơ ná cải bổ thần thánh kẹp những cái chuột này cả nhà này. Tuyệt vời chưa? Mời cả nhà nhá. Ăn mạnh mà anh ơi. Con nói đùa vẫn còn hơi nhiều đấy. Ngon luôn. À, đúng mới được có một, gọi là 1/4 của cái đĩa thôi mà. Nghe nhiều người đã lắc đầu. Đấy. Đấy. Nghe đủ gia vị gớm nhỉ. Con quấn rau nhỉ, nghe ngon. Đây này đấy. Bài bản. Mà ăn tí nữa là quên. Mỗi cái cô cứ cho anh một thứ vào rất đặc đặc biệt rất ngon. Ớt thì ngon nghe rồi, cay luôn. Cay nó xanh đấy. Cay nha. Ở nhà chồng cay thật đấy. Đấy u giời. Ok cho luôn nó không nóng đâu mà. Anh chấm cái này nữa này cho cay. Vừa nóng vừa cay. Quá tuyệt vời. Hôm nay chú Hùng với chú Tôn một cái đấy. Chú Hùng với chú Tôn chú Nghĩa một cái đấy. Ba em này không một cái đấy. Chú Hùng với chú Tôn với chú Nghĩa. Ta ăn được cái miếng nào đâu mà cứ chén đấy. Thì đấy bạn ăn được miếng nào đâu mà cứ chén nút dục. Cứ chén đi. Ba anh em cho người một cái đi đâu lắm không gặp nhau. Đây tranh thủ anh Biển anh bảo làm chén rượu đâu ra cũng phải làm miếng để nó dạ đã. Mình phải làm miếng cho nó dẫn. Đấy, ba anh em mà gọi là cạch riêng một chén là Biển ông khôn thế ông Biển và ba có dễ ngồi chỗ đây là làm chén. Thôi được rồi bây giờ là ba anh em là cạch nhau một chén trong tí đó mỗi người mời anh Biển một chén đấy là đẹp. Đấy cảm ơn cái lòng của anh nhắc nhở đấy. Là lần sau là hái không bảo ba anh em kịch ngay. Ấy ui. Anh em nói gì rồi ăn uống nó gọi là điện đạn nó vui cái món chuột này nó vui. Có gì vậy? Nghe anh Tôn dơ lên hạ xuống xong đưa vào bát là nó nguội. Ít lá mơ đấy nhỉ. Nó giảm đi. Lá mơ lại thiếu nhỉ. Cho tăng rau má vào không ơi. Rau rất thoải mái mà rau nhà chồng đấy, không có lại thoải mái. Thêm vào cái ấy rồi. Ba mẹ mới vừa. Chủ chuột kéo nó nhảy đấy. Cứ một nửa thôi, một nửa thôi. Được chưa? Cứ một nửa thôi. Ba mẹ lắm. Tập tiếp theo. Em cho lên. Tăng lên cô cho tăng tốc lên. Tăng tốc rồi. Đó là tranh chủ chờ chủ trí anh em mình lại làm cái cho nó khí thế này. Cái này 50 thế nào? Thổi hết là lên là hết. Đã lên là hết. Đã lên là hết. Các bạn là sắp Tết. Không biết là chú Xuân chú xem lúc này cười chết nhưng mà anh ấy bỏ bắn tiêm ra này. Anh em mình lên toàn xịt lắm. Thế này là các chú quý anh em mình. Thế này hết à? Chú Nghĩa với cả. Đấy, ui dồi. Quái à. Ui dồi. Nào, đặt tay vào đây. Ăn uống nó bổ vào chân mình. Bỏ đây. 1, 2, 3. Không kể bóng móng. Ui dồi. Giá đấy rồi thế nào? Máy còn cứ dí vào sao bóng. Ừ rồi. Nóng hồi ban vừa thổi. Đấy, sao cứ phải tái thì. Cảm giác nóng. Lớn cho. Đứng nào ăn. Ui, đừng ăn vội. Nước không đâu uống. Có má. Đấy. Tái ngủ. Tuyệt vời. Ăn chuột thế này, toàn thấy ăn rau chuột có còn đây mà sao để cứ phải. Chết.
chết thì không chết. Ui dồi. Đấy, mình đấy mới ngon đấy. Cùm nó không có thể dùng được, giết hay phải cần nhờ nhân con đâu. Ui dồi. Không đi nhá. Ừ. Đấy. Đúng rồi. Có mẫu này mà sao để ăn nó gầy á. Ừ. Nước cũng có. Nó ngon chuột à? Không ăn xương chuột à? Có, nó ăn chứ. Hết công suất rồi anh. Ủa giá mở hết nghe rồi. Ủa có cái túi bóng đâu. Đấy để cho mà đi em. À cho mà ném à. Thôi được rồi, xin phép hai bác mời riêng anh Biển một chén nào. Em nói đùa. Đấy, là vì anh Biển anh bảo là vừa nãy là ba rể đấy. Mời chú. Riêng với chú gái, 100-150. Không, Bắc Cạn. Bắc Cạn, cứ để riêng. 100% thì hết cả chén à. Cho nên nó phải nói Bắc Cạn. Chọc hả? Nghĩa chọc nghĩa kinh áp thì dình nha là ấy chết với nó. Trước mày chọc chọc nào là chú mà ở nhà chết với chú. Dạ, chú mày đi. Ngày xưa đấy là còn rốt văn đấy. Anh em cứ vui quá đấy. Ăn uống. Ăn uống. Mà món là mà anh không, mà anh không. Rồi em phải làm miếng nữa một tí anh Biển anh bảo là lại anh với chú rồi đùa. Khổ lắm. Thằng cứ đi ba chỉ thôi. Đây. Ba chú con này nhỉ. Đây, bốn chỉ đây. Ăn thế nó thoải mái cả nhỉ. Ăn ba mẹ ăn nó thoải mái. Ăn nó phải bố bã. Đùi đâu cái đùi đâu, đùi đây đùi dưới đùi trên. Bắt phải 50 con, dậy làm bữa dồn 50 con ăn hết. Ôi thế thì cái đại gia đình. Đại gia đình. Không biết. Đùi đây. 50 con, 30 con. Đùi đây. Có được không? Ăn nó thoải mái. Đấy rồi, đấy. Mình nướng nướng là ngon đấy. Cứ từng bậc một. Từng bậc một. Rau cỏ. Nhưng mà lợn, chuột chó mà chặt ba chỉ này không ai ăn được. Nó đấy. Nó rộng. Đấy. Mời anh Biển nhá. Vâng. Mời chú. Anh Biển mời rượu thôi. Có cái chim chuột này anh ra không? Không, chim có đâu mà có là đồ nghĩa là hết. Đồ quý đấy, người ta phải giấu cất đi. Ô, tao mà hạt giá này tao để thật. Ồ, cái đấy thì mới đi, nó đùa. Cái đấy ăn còn hơn cả gà đấy, nó đùa. Kê chuột ngon đấy, kê chuột đang ngon rồi. Nhưng cái bố toàn vứt hết thì có là vứt. Có tiếng điện thoại nghĩa ông Tôn lắm. Nghĩa ông Hùng, ông Tôn, ba cái ông này, ông quái quỷ lắm mà mình phải, ba chỉ phải vào. Bác cái nói thế, mình chuẩn bị ăn miếng rau rồi, nhưng mà phải uống với chú Nghĩa cái nhỉ? Rồi. Ừ, rồi. Hai ba anh à, đấy. Đi đâu, báo, đi sửa xe, em ăn cái mẹ con ăn cơm trước đây. Ây giời, quá ngon, thằng này báo. Người ta là người nhà giáo, không phải mèo hoang chó dại đâu. Ngủ. Người nào chẳng người đi ăn đi đâu đến giờ ăn mà nóng mà người dứt vào nó chả hiểu bởi lá chanh thế sạc. Bây giờ nó bơ nó thành hiếm à vẫn còn hàng hiếm luôn đấy. Bây giờ mua đầu chuột này, đầu chuột đầu chó, mua rết này. Ôi giời thổi mưa cháy à. Đúng là bây người này bảo vừa ăn vừa thổi nên bên này là lắm hổi. Nhiều nhà tối mà không trông nó mưa nó mất hết. Thôi hai em lấy một dàn được. Em thôi đấy, em ăn hết. Thôi à, cô khuyên thôi à. Mình ăn từ lẫy thì thôi ăn. No bác thì không rượu em đánh chết từ lấy rồi bao nhiêu chuột rồi. Vớt ra được có chuột. Chào cả nhà. Cho mẹ mới vào. Bye bye. Rồi bye bye cô. Thôi xả lốt anh em ơi. Xả lốt. Tắt tay. Đấy tắt luôn. Tắt đi. Phát là phát thứ 3 này. Ôi. Nước cuối cùng thì nó là nước cốt rồi. Gần 3 cân chuột. Đẩy nắp vào xong rồi. 3 cân đấy. Chiến luôn. Thôi tranh chủ đẩy nắp vào thôi anh em cũng... cùng ăn tầm này là cũng nhiều, cũng xin tạm dừng video đây, hẹn các bạn một video gần nhất đi nhá. Rồi hello. Đấy, chuột hôm nay ngon tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy gặp đây là thánh là thịt chuột chào cái nào đấy. Ôi giời. Hiện nay mới con đang nửa tập thôi, còn đấy, nửa nhá. Ok, ui giời món này đúng đặc sản đấy. Lê Khuyên ăn nhiều quá là chuột rồi. Lên tiếp khách à, lên tiếp bà thêm về lúc.